Thưa quý vị, các nền tảng của Facebook lại gặp sự cố. Mạng xã hội lớn nhất thế giới đã gặp sự cố sập mạng, gây gián đoạn một số dịch vụ chủ chốt vào khoảng 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tuần, nền tảng trực tuyến này cùng với các ứng dụng liên quan gặp trục trặc về mặt kỹ thuật. Theo Facebook, thì sự cố mới nhất đã được giải quyết khoảng 2 giờ sau khi được phát hiện. Công ty cho biết, vấn đề phát sinh trong quá trình thay đổi cấu trình, cấu hình trên các bộ định tuyến, xương sống, điều phối lưu lượng mạng giữa các trung tâm dữ liệu ảnh hưởng đến dịch vụ Facebook, Instagram, Messenger và Workplay, nhưng mà không liên quan tới sự cố hôm 4 tháng 10. Sự cố sáng sớm nay không ảnh hưởng nhiều đến người dùng tại Việt Nam, nhưng mà tác động đến người sử dụng ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là tại Mỹ.